Trục cộng hưởng từ hay còn gọi là embrite là phương pháp sử dụng từ trường mạnh, sóng vô tuyến và máy tính để phác họa hình ảnh chi tiết bên trong cơ thể con người. Từ kết quả chụp embrite, bác sĩ có thể chẩn đoán về tình trạng sức khỏe của người bệnh hoặc đáp ứng với phác đồ điều trị bệnh. Không giống như chụp X-quang và chụp cắt lớp vi tính, embrite không sử dụng bức xạ ion hóa gây hại của tia X. Embrite được sử dụng để kiểm tra gần như mọi cơ quan trong cơ thể con người. Ưu điểm chính của embrite cho phép bác sĩ nghiên cứu, quan sát đặc điểm bên trong cơ thể con người theo cách không xâm lấn. Thêm vào đó, máy quét embrite cho ra nhiều loại hình ảnh và góc độ của một vùng duy nhất trên cơ thể mà bệnh nhân không cần phải di chuyển trong quá trình quét, giúp chẩn đoán chính xác nhiều bệnh lý về cơ xương khớp như bệnh về cột sống, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa, viêm nhiễm gân cơ, dây chằng, tràn dịch ổ khớp. Tại Bắc Hà, embrite được chỉ định thực hiện trên các bộ phận khác nhau của cơ thể như vùng não, tim, phổi, đầu gối và đặc biệt hữu ích trong việc phác họa hình ảnh các mô mềm và hệ thần kinh. Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ hiện đại, giảm tiếng ồn, thời gian chụp nhanh cho kết quả chính xác, được nhập khẩu từ châu Âu cho hình ảnh sắc nét, phát hiện mọi tổn thương ở những vị trí khó tìm nhất, hỗ trợ chẩn đoán các bệnh lý về thần kinh như phình mạch máu não, rối loạn tủy sống, đột quỵ, u não, chấn thương não do tai nạn. Các bệnh về tim mạch bao gồm hỗ trợ đánh giá kích thước và chức năng của các buồng tim, mức độ tổn thương do đau tim hoặc bệnh tim, các vấn đề về cấu trúc trong động mạch chủ, chẳng hạn như chứng phình động mạch hoặc bóc tách, viêm hoặc tắc nghẽn mạch máu. Ngoài não, tim và mạch máu, chụp embrite còn giúp phát hiện được các khối u cũng như bất thường của nhiều cơ quan trong cơ thể, bao gồm gan và đường mật, thận, lách, tuyến tụy, tử cung, buồng trứng, tuyến tiền liệt, xương và các khớp. Ngoài ra, bạn sẽ được nhận tư vấn và thăm khám ngoài giờ trực tiếp cùng các chuyên gia xương khớp đầu ngành đến từ Việt Đức trong chương trình hợp tác chuyên môn cùng Bắc Hà và hưởng nhiều quyền lợi vượt trội như đặt lịch nhanh chóng, hạn chế thời gian chờ đợi, không gian khám bệnh và lưu viện rộng rãi, chuẩn mô hình khách sạn, bệnh viện, đội ngũ lễ tân chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, chi phí hợp lý, thanh toán đồng thời bảo hiểm y tế và bảo hiểm bảo lãnh. Liên hệ ngay hotline 1900 8083 để nhận tư vấn chi tiết và đặt lịch chụp embrite tại Bắc Hà.